Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về Gregory 2. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Gregory 2 cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Glymepirate Dạng bào chế Dạng viên nén bao phim Công dụng Thuốc được chỉ định cho những bệnh nhân tiểu đường không phụ thuộc insulin, tuyếp 2, khi nồng độ đường huyết không kiểm soát được bằng chế độ ăn kiêng và tập thể dục đơn thuần. Glimepiride có được kết quả phối hợp với metformin khi dùng một loại thuốc không đạt điều trị mong muốn. Cách dùng. Dùng theo đường uống. Liều dùng. Người bệnh tùy thuộc glucose huyết, đáp ứng và dung nạp thuốc của người bệnh nên dùng liều thuốc thấp nhất mà đạt được mức glucose huyết mong muốn. Liều khởi đầu nên là 1mg mỗi ngày. Sau đó, cứ mỗi 1 đến 2 tuần, nếu chưa chưa kiểm soát được glucose huyết thì tăng liều thêm 1mg mỗi ngày, cho đến khi kiểm soát được glucose huyết, liều tối đa là 8mg mỗi ngày. Thông dùng, người bệnh đáp ứng với liều 1-4mg mỗi ngày, ít khi dùng đến 6 hoặc 8mg mỗi ngày, liều cao hơn 4mg mỗi ngày chỉ có kết quả tốt hơn ở một số trường hợp đặc biệt. Chống chỉ định Người bị suy thận nặng, suy gan nặng, người có thai hoặc muốn có thai, người cho con bú. Riêng người cho con bú, nếu ngừng cho bú thì có thể dùng glimepiride Người mẫn cảm với glimepiride người đã từng bị dị ứng, mẫn cảm với sulfonamide hoặc mẫn cảm với một thành phần nào đó có trong thuốc. Lưu ý khi sử dụng. Với mọi người bệnh, cần giải thích cho người bệnh là tuy dùng thuốc, vẫn phải thực hiện nghiêm túc chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý. Phải thông báo cho người bệnh và người nhà người bệnh về nguyên nhân, các biểu hiện và cách xử trí tai biến tụt gluco huyết. Glimepiride cũng như các sulfonylurea khác có thể gây tụt gluco huyết. Người bệnh dinh dưỡng kém, suy thượng thận, suy gan, suy tuyến yên, đặc biệt là suy thận rất dễ tụt gluco huyết khi dùng glimepiride. Không dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Khả năng tập trung và phản ứng của bệnh nhân có thể bị suy giảm do đường huyết cao hoặc thấp. Điều đó có thể gây nguy hiểm khi lái xe hoặc vận hành máy móc. Tác dụng phụ. Thường gặp hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu. Buồn nôn, nôn, cảm giác đầy tức ở vùng thượng vị, đau bụng, tiêu chảy. Rối loạn thị giác tạm thời do sự thay đổi về mức gluco huyết. Thông báo cho thầy thuốc các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Nhà sản xuất. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Đạt Vi Phú. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Gregory 2, đồng thời biết cách sử dụng Gregory 2 sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham